Dạ anh chị, mình có muốn là lời nào muốn nhắn nhủ đến Mạnh Thường Quân cũng như là nhà Hảo Tâm đã giúp đỡ cho mấy anh chị không? Dạ có, em nói là lại cảm ơn được giúp đỡ được mấy nhà cho em cũng được mà. Bây giờ trời mưa thì nó giọt hết em cũng nói không. Nhưng mà giúp đỡ em được thì em cũng cảm ơn. Dạ, rồi anh. Em cũng vậy lắm dạ. Rồi mình cũng chúc cho Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ, Bích Hương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Hương sẽ cùng cha lại nhà chị Quyền khảo sát. Và Hương cũng sẽ xem lại coi cái nào mình cần thiết sửa. Thì mình sẽ tiến hành mình sửa luôn. Thì ngày hôm nay Hương sẽ mang niềm vui đến cho nhà của chị Quyền. Thì Hương mời cô chú, anh chị, các bạn mình vào bên trong cùng tham khảo lại một lần nữa. Và cái nào cần giữ thì sẽ giữ, và nó hư hỏng thì Hương sẽ sửa lại. Tại vì Hương hôm nay Hương đi cùng với cha. Cha thì gành bên xây dựng nè. Thì cha làm nhà tiền chế cũng được, làm hồ cũng được. Cho nên là giờ là Hương sẽ, cha sẽ cùng đồng hành cùng với Hương trong cái công việc thiện nguyện sắp tới. Thì nay Hương mời cô chú anh chị các bạn mình cùng vô thăm gia đình chị Quyền nha. Thì đây là lần thứ hai Hương đến nhà của anh chị rồi. Đó. Thì ở trước này là cái ở trước hàng ba này là đã bị hư hỏng nhiều nè. Và đây là Hương cũng sẽ nói lại cho cô chú anh chị các bạn biết luôn. Thì hôm bữa Hương cũng có ghé thăm rồi. Và đây là nhà, đây là nhà 135, nhà ngày xưa nhà nước cũng hỗ trợ cắt cho, thì lâu ngày đã xuống cấp và mái tôn đã bị hư hỏng nè, bị mục hết trơn rồi. Ở dưới này thì mình nhìn lên thì thấy nó vậy chứ ở trên nó là đã bị sét, đã bị hư hết rồi. Đây, đây. Để em sẽ làm bao nhiêu. Ăn cơm chiều chưa anh chị? Đó, đây thì đây là bên trong nhà. Hôm bữa cô chú anh chị bạn thì cái bàn đây là cũng bị sập sệ rồi. Hôm bữa cái nhà sau có cái bàn tròn á, nó được bàn tròn đặt đây thì Hương cũng nghe Linh nói là mượn thôi. Tại vì nghe Hương đến á thì gia đình nó có chuẩn bị cái bàn, cái ghế để ngồi, chứ nhà cũng không có cái bàn lành lặn để mà ngồi nữa cô chú anh chị các bạn. Đó. Thì đây là cái phần khung cửa nè. Đó, cái cửa thì đã cũng mục hết rồi. Thì cái này phải sửa lại cũng khá là nhiều chi phí á. Đường vô đây á, ngoài kia thì lộ nó bự nhưng mà vô đây nó nhỏ. Mà gần đây á, là có gặt tư đồ, giặt tư đồ gần đây không chị? Có cửa hàng giặt tư đồ khích ở trong này được không? Trăm chẹt hả? Là người ta... Dạ, tới trong này luôn. Ở ngoài này cũng có. Hùng mới chở được. Thì ngày hôm nay á thì... Đường nó khó đi. Không có đậu đúng ngoài này. Không đúng ngoài này có chở được. Con đồ này kia có đủ không? Dạ không có. Ngặt gì không? Kêu chỗ nào cái một luôn á. Dạ. Thì nay em đến đây thì cũng báo cho gia đình một tin vui là em đã cũng nhiều Mạnh Thường Quân cũng để chung tay cùng hỗ trợ. Thì em là người đại diện đứng ra thì em sẽ xem xét coi cái nào mình sửa chữa được thì mình sửa chữa, còn cái nào là giữ được thì mình sẽ giữ đỡ cái phần chi phí đó. Dạ. Thì trước tiên là em sẽ ưu tiên cho là cái nhà vệ sinh trước. Tại vì sẽ xây một cái nhà vệ sinh sao cho mình. Thì hôm bữa em có hỏi Linh thì được biết là Linh được mọi người ở trong xóm của Linh là cho một cái motor rồi đúng không chị? Thì nay nước bơm lên được chưa? À,
là cái phần hôm bữa Hương lại xem á, thì cái motor chưa có cái motor để bơm nước lên, thì nay á, là Linh bạn của Hương á, cũng đã vận động được cô chú trong xóm á, thì cũng cho được cái motor để mà bơm nước lên. Giờ thì cũng nhẹ được phần đó rồi. Mà tí xíu nữa thì ra làm sao mình sẽ khảo sát thêm cái phần nhà tắm và cái toilet á, thì mình sẽ ở đâu nha. Thì giờ hiện tại á, là cha Hương sẽ đi vòng vòng để khảo sát coi cái ước tính rồi cái chi phí hoặc là cái gì mình cần sửa. Thì ở trong này á, thì thấy nó cũng còn nguyên nè phần cửa. Cha bỏ dép cái cha. Cái nền ở trong này gì chắc có phần trong này thì ấy, còn này thấy gạch này nó cũng còn ấy nè. Còn bên trong này á, là nó sụp sệ dữ. Bên trong trong này có đèn không chị? Dạ không. Không luôn hả? Tối hù luôn hả? Có cây đèn đội đầu, đèn pin gì cho em mượn chứ? Không có luôn. Đây cái dẹt bị cái này bị dột, bị tạt vô luôn á anh. Nó dột hả? Dạ. Cái này cái khung cây, cái bằng cây đúng không anh chị? Cần bằng cây. Trong này là phải sửa cái nền đầu lại hết rồi. Dạ, còn đi ra phía sau. Sau này thì mình sẽ đi ra đây để mà... Ở đây hình như con thấy có cái nền sẵn đây nè. Ở đây có cái nền nè. Hay hai ba cái nền này nha. Cái hầm cá đây. Đây có cái hầm cá. Ở đây là cái hồi đó là cái chuồng heo hay gì anh? Dạ. Còn là cái nước này là bơm lên được rồi phải không anh? Còn cái này là chỗ này là cái gì anh? Sao mà có làm cầu tắm mà cũng nhà tính làm chỗ nào vậy? Em nghĩ là giờ mình đã có cái hầm sẵn rồi thì mình đỡ được cái chi phí, mình làm cái hầm quỷ đi. Dạ. Thì mình sẽ đưa cái trực tiếp xuống cầu cá luôn, dạ. Nó vừa sạch dạ. Mà nó vừa tiện. Dạ. Cho nên là em nghĩ là sẽ làm ở đây ha anh ha. Dạ, làm đây mua nước thì mình ra đó nó gần luôn. Thiết banh còn còn thiết hồi xưa thiết, của thiết coi 1335 phải không? 137 ấy 135 đó cho ba với mẹ đó. Lâu lắm rồi. Thử mở cái motor lên em xem nước mạnh không, im không? Cái này mình phải làm cái co xuống anh ơi. Mình xài mình cho nó dễ chút. Với lại chỗ này cũng sửa lại, nó bị ấy hết rồi. Tại vì vừa cái bồn, vừa bồn cầu và tắm trong đó nữa. Đỡ được cái là mình sẽ đưa trực tiếp xuống dưới đó luôn. Nên là không cần phải tốn cái nào quá. Đỡ phải xây hầm quỷ rồi kia. Còn giống như cửa ấy nhà mình nó cha nhôm á hả cha? Sửa cái dàn cửa. Thấp quá trời. Không có thấy tại vì mình giữ cái khung sườn này đi chơi, rồi mình chỉ là làm nền cửa với lợp tôn lại. Lợp tôn là làm nền. Dạ. Cửa này. Cửa này thì làm bằng cái gì cha? Cửa giống nhà cậu thì... Tại vì chứ làm cửa cây thì nó cũng vô cái cỏ đó. Nó mà nó không có được bền. Ở đây một cái cửa nữa hả? Hay là ở đây mình không có làm cửa lúc trước, không có làm cửa ha anh? Mình để vậy luôn. Mình chỉ làm cửa ở đây. Rồi cái phần cửa này mình cũng để luôn. Dạ, cho mẹ cắt đó, rồi em đâu có biết cắt gì đâu.
Hồi này cửa sổ này cũng bị hư hả anh? Dạ, hư, nó mục, nó đứt cái chân. Dạ. Này xe đạp này người ta cho hả gì anh? Ta cho hả cô hả? Bên 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 ấp xã hay là bên cậu xin cho gì hả? Cậu xin cho bé đi học coi. Vậy là cũng đỡ, mình đỡ được này ha. Là ở dưới xã ta cho hay là rồi vậy cũng đỡ được chút. Dạ. Thì con đó là con Mạnh Thường Quân cũng đã giúp đỡ nhưng mà cũng một phần nào đó thôi, thì con sẽ kiểu như sẽ làm mấy cái nào tiết kiệm á, thì mình cần trước, tại vì người ta cho thì cũng sẽ không có cắt lại được nguyên cái nhà khang trang hay gì hết. Dạ. Cho nên là mình ưu tiên cái nào mình cần trước nhất là mình sẽ làm. Ví dụ như là một cái nhà tắm đi với cái toilet là cần phải làm rồi. Tại vì là nước xài này kia, nước xong giờ nó cũng dơ lắm. Mà bé thì ngại lớn, ngoài đây là cũng là phụ nữ nữa. Cho nên là tắm mà không có nhà tắm là không có được. Đó. Cái này mình cho cát đá, con người chở vô mà mình muốn người ta làm hay là tự bên này con cha con thì cũng biết bên xây dựng làm bên nhà, cho nên là cha con sẽ đồng hành cùng với con làm. Thì cha con cũng cần là một vài người thợ phụ á, nhưng mà cha con cũng sẽ sắp xếp để làm. Nhưng mà quan trọng ở đây là vật tư mình vô tới nhà được phải không cô? Được. Dạ, tại vì nãy con đầu đường kia thì đường nó lộ bự, nhưng mà vô đây thì nó hơi nhỏ quá cho nên là mình khó đi. Chứ cho mà để nó làm bên nó biết tới chừng nào. To anh mới cắt to đồ này kia, bao nhiêu tấm bao nhiêu. Rồi cửa đo mà đặt cái cửa luôn. Bé ơi. Bánh không? Nè, con có thích ăn bánh không? Ở đây bánh đó nè. Rồi. Mới mốt là hả cô, lại là phải nhớ tên nha, chứ không được kêu lộn tên nha. Dặn luôn á, dặn là mới mốt nghỉ ghé luôn á. Nhớ mặt chứ không nhớ tên. Rồi hai chồng anh chị có lời nào muốn nói nhắn nhủ với Mạnh Thường Quân không ạ? Tại vì được nhiều cô chú Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho mình đó. Dạ anh chị, mình có muốn là lời nào muốn nhắn nhủ đến Mạnh Thường Quân cũng như là nhà Thảo Tâm đã giúp đỡ cho mấy anh chị không? Dạ có, em nói là lại cảm ơn được giúp đỡ được mấy nhà cho em cũng được mà. Tại vì cảm ơn thì nó giọt hết em có nói không? Nếu mà giúp đỡ em được thì em cũng cảm ơn. Dạ, rồi anh. Em cũng vậy lắm dạ. Rồi mình cũng chúc cho Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe ha. Dạ. Thì hôm nay Hương đến đây, Hương cũng thay mặt gia đình của thay mặt anh chị nè, gia đình của Duy Huyền cũng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị đã xem và ủng hộ kênh, cũng như là Mạnh Thường Quân gần xa đã chung tay cùng ủng hộ để mà cho gia đình chị Huyền được một cái căn nhà thì nó cũng không còn bị dột mưa và cửa nẻo cũng chắc chắn hơn nữa. Thì Hương cũng rất là cảm ơn và Hương gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà Mạnh Thường Quân. Thì cha với Hương cũng đã đi khảo sát được, thì về còn coi ngày và sắp xếp thợ như thế nào và vật tư như thế nào. Thì bây giờ ngày hôm nay là Hương xuống thông báo tin vui cho anh chị. Còn phần tiếp theo nó là khi nào mà khởi công xây dựng thì Hương sẽ tiếp tục quay nữa. Chạy mất tiêu rồi. Thôi giờ thì thôi anh chị ơi em về nha. Giờ thì sắp xếp. Rồi. Con ra đây bye bye cô chú đi. Ra đây nè. Con đi ra đây nè. Bé rất là xinh luôn, thấy cưng gì đâu á. Nhìn có nét vậy lắm. Mang vô ra đây. Ra đây. Nè con nhìn vô màn hình của máy bay cô chú đi. Giỏi quá. Vậy nghe.
Thôi, nhớ nghe, nhớ tên nghe, nhớ tên cô nghe. Dạ, giờ thì Hương cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết video của Hương. Giờ thì Hương cũng thay mặt gia đình chị Huyền cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng đã chung tay cùng với Hương sửa lại cho mấy anh, cho chị với anh cái nhà thì sẽ không còn bị dột mưa nữa. Giờ thì Hương cảm ơn cô chú anh chị các bạn.